thưa quý vị, chúng ta đang sống trong thời đại công nghệ phát triển, đời sống và các tiện ích phục vụ con người cũng đều bị chi phối bởi công nghệ. Do đó, doanh nghiệp và sản phẩm của họ luôn không ngừng cải tiến và phát triển. Cũng chính vì thế, việc thông minh hóa các thiết bị, vật dụng là điều mà chúng ta đang thấy các doanh nghiệp đang làm với sản phẩm của mình. Chất lượng cuộc sống được nâng cao, nhu cầu con người cũng thay đổi. Việc các thiết bị thông minh trong sinh hoạt hàng ngày xuất hiện ngày càng nhiều hơn trên thị trường và được người tiêu dùng ưu ái sử dụng trong những năm gần đây là minh chứng. Nắm được nhu cầu tiện ích của người dùng và mong muốn mọi người dân đều có thể tiếp cận với văn hóa vệ sinh hiện đại, đảm bảo an toàn cho sức khỏe và góp phần bảo vệ môi trường. Công ty Hyundai Bidet với hơn 20 năm kinh doanh trong lĩnh vực thiết bị vệ sinh bidet ở Hàn Quốc đã tâm huyết và khát khao mang tiện ích đến cho mọi người và phổ biến bidet ở thị trường Việt Nam. Để thực hiện điều này, Hyundai Bidet đã không ngừng đầu tư công nghệ nghiên cứu và phát triển sản phẩm vòi rửa vệ sinh thông minh không dùng điện ngay tại Việt Nam theo công nghệ của Hàn Quốc, không những tiện nghi, an toàn mà còn góp phần nâng cao đời sống vật chất cho người dân. Các sản phẩm sản xuất bằng chất liệu nhựa cao cấp ABS nguyên sinh nhập khẩu từ Hàn Quốc, sử dụng đơn giản, giúp tiết kiệm giấy, nước, phù hợp cho cả gia đình, đặc biệt rất tốt cho trẻ em, phụ nữ và người lớn tuổi.